Hi, xin chào mọi người, mình là Mario Thành Tâm, mình là của đội anh Tim, anh Hồ Trung Dũng. Cảm xúc bây giờ nó cứ lẫn lộn mọi người ạ. Tại vì mình cảm giác mình đã làm hết sức mình trong cái bài hát vừa rồi. Nói chung cái bài hát này nó cũng không có việc gì khó với Mario và anh Hồ Trung Dũng hết. Nhưng mà cái điểm khó là cái phần nhạc của mình á, mình làm để mình quay chương trình á, thì mọi người có tin là tới buổi trưa chung kết nay là mình mới nhận được nhạc, cảm giác mình rất lo. Đó là một điều khó khăn mà anh Hồ Trung Dũng và Mario mấy ngày qua luôn rất là lo lắng. Quán quân thì mình không có nghĩ tới là mọi người, tại vì Duy Kim ngố bây giờ từ đầu tới giờ là 10 không à mọi người. Mà mình luôn chọc anh Duy Kim là trời anh ơi, anh 10 hoài mà anh không biết quê hay gì mà sao cứ 10 hoài vậy. Thì nói chung là mình không nghĩ tới vị trí quán quân hay á quân. Mình chỉ đặt cái mục tiêu trong cuộc thi Trời Sinh Một Cặp năm nay là mình phải nằm trong top 3 của chương trình. Nói chung là việc mình tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp, khúc đầu thì mình chỉ là một người mẫu để tham gia chương trình, một game show thôi. Nhưng mà sau khi tham gia tất cả vòng thi hát, được anh Hồ Trung Dũng dạy về kỹ năng thanh nhạc, rồi cách lựa bài hoặc như thẩm mỹ của bài hát, thì mình bắt đầu yêu thích cái bộ môn ca hát này. Mình suy nghĩ là sau cái cuộc thi Trời Sinh Một Cặp này, có thể là mình với anh Hồ Trung Dũng sẽ ra một bài ballad nào đó giống như một món quà tặng cho tất cả mọi người. Đến với Trời Sinh Một Cặp thì anh Hồ Trung Dũng đã thay đổi Mario rất là nhiều, cho mình rất là nhiều bài học, kể cả trong cuộc sống và luôn cả cách làm việc. Anh Dũng đã dạy cho mình rất là nhiều thứ về tất cả những thể loại nhạc mình có thể theo đuổi, và mình không bị lập khuôn bởi một điệu nhạc nào hết, mà mình có thể hát tất cả những dòng nhạc giống như anh Hồ Trung Dũng dạy mình. Vòng thi mà Mario cảm thấy ấn tượng nhất, mà rất lạ nha mọi người, mình là một người rất yếu anh văn, nhưng mà cái vòng thi ấn tượng nhất mà cái điểm số cao nhất của mình là vòng thi anh văn. Thì mình diễn trong tâm thế rất là chiêu, tự vì không biết tại sao cái vòng anh văn đó mình cảm giác như không còn gì để mất nữa mọi người. Tự vì mình nghĩ là mình rất là dở anh văn mà giờ cứ hát đại đi, nhưng mà thực sự là rất đúng nhịp và hát đúng chủ đề và đúng chữ luôn, nên số điểm mình rất là cao. Mình cảm thấy tâm đắc với dòng World Hit đó. Một kỷ niệm đẹp mà vui, rất vui nha mọi người. Lần đầu tiên bật mí luôn, có nghĩa là cái vòng mà hát nhạc hit của những cái bài nhạc trending của Việt Nam á, thì lúc đó anh Hồ Trung Dũng và Mario quyết định lựa chọn bài Hơn Cả Yêu. Và đúng khoảng thời gian tập chương trình đó là Mario chia tay với người yêu. Thì lúc đó qua tập với anh Hồ Trung Dũng thì anh Hồ Trung Dũng mới nói là tại sao nhìn em mất lửa quá, nhìn em không còn giống như lúc trước nữa. Thì mình mới khai với anh Dũng là em mới chia tay người yêu, em ngủ không được và em rất là buồn. Thì lúc đó anh Dũng chỉ nói với mình một câu là thôi cố lên nha. Nhưng mà lúc mà về nhà thì anh Dũng nhắn tin là cố lên nha Mario, anh biết là rất khó khăn cho em, nhưng mà nếu mà muốn có một người bạn để tâm sự thì cứ nhắn tin cho anh. Đó là một kỷ niệm rất đẹp với mình và đội trưởng Hồ Trung Dũng. Chắc bây giờ thì những lời nhắn nhủ mình nói với anh Hồ Trung Dũng thì không ngoài gì một sự biết ơn và cảm ơn anh Dũng rất là nhiều, đã rất là quan tâm và dạy mình tất cả những thiếu sót của mình trong chương trình Trời Sinh Một Cặp này. Mario xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mario trong tất cả những quá trình tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Mario giống như ủng hộ đội Hồ Trung Dũng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.